Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi xin phép sẽ gửi đến các bạn video giới thiệu về cách đăng ký ví Bitcoin trên trang blockchain.info. Trên thanh công cụ Google, bạn gõ blockchain.info. Đó, nó sẽ ra địa chỉ của website ở đây. Các bạn click vào. Đây là một trong những ví Bitcoin uy tín số 1 hiện nay, cùng với Coinbase. Blockchain là một trong những ví được rất nhiều người sử dụng. Trên giao diện của website, các bạn click vào Wallet. Các bạn click vào Create your wallet, tạo ví của bạn. Các bạn cũng có thể để chế độ tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy theo sở thích của mình. Ở trong mục đăng ký ví, bạn điền email. Các bạn điền password của mình vào. Các bạn lưu ý đó là đây, cái địa chỉ ví của mình chính là cái nơi để cất giữ Bitcoin và cũng là cái nơi để cất giữ tiền của bạn. Cho nên mật khẩu bạn cần đặt rất rất bảo mật và các bạn đừng quên nó nhé. Đó, đối với việc đặt bảo mật này thì các bạn đặt cố gắng làm sao đủ các ký tự như là chữ in hoa rồi các ký tự đặc biệt rồi là đủ cả số. Đó, thì nó sẽ đạt được cái điều kiện đó là mật khẩu đặt đủ mạnh. Cái click vào đã đọc về thỏa thuận dịch vụ. Click vào continue tiếp tục. Ở đây khi các bạn lần đầu tiên đăng ký một cái ví Bitcoin, các bạn cần rất chú ý một vài những điểm sau. Các bạn lưu ý, ban đầu chúng ta nên thiết lập cái chế độ đảm bảo an toàn cho ví blockchain của bạn. Điều đầu tiên bạn cần làm đó là vào mục Security Center. Bạn cần xác nhận cái email của mình. Đó. Như ở đây, sau khi bạn đăng ký xong, blockchain sẽ gửi cho bạn một cái email tới cái email mà bạn vừa đăng ký. Bạn hãy quay trở về email. Đó, như ở đây tôi đã vừa nhận được một cái email của blockchain và đây chúng ta sẽ click vào yes this is my email, tức là để bạn xác nhận cái email của bạn là đúng. Đó, như vậy là chúng ta đã xác minh email thành công. Ở đây có một điểm lưu ý nữa, đó là bạn cần phải lưu các thông tin của mình về địa chỉ ví Bitcoin của mình ra, ví dụ như là thông tin email, tức là địa chỉ email của bạn đăng ký ví. Thứ hai, đó là cái ID của bạn. Ở đây, đây chính là ví ID của bạn. Các bạn hãy copy vào. Đó, để lưu trữ và password của bạn. Ok, quay trở lại thì chúng ta vừa mới đăng ký, vừa mới xác nhận minh thành công địa chỉ email. Đó, và bạn sẽ thấy ở đây đó là email đã được tích là verify thành công. Tiếp theo nữa, đó là việc bạn backup cho cái tài khoản của bạn. Đó. Thì cái bước này thì có thể tùy từng bạn có mong muốn ở mức chế độ an ninh cao hay không. Đó. Ví dụ như ở đây tôi sẽ hướng dẫn tiếp về cái cách để mình có thể backup ở chế độ an ninh cao hơn nữa khi mà bạn có nhỡ bị mất mật khẩu. Đây thì bạn có thể là in ra. Đó. In ra cái bản backup này. Bạn thử mở lên. Next step, bước tiếp theo. Ở đây thì bạn hãy điền vào thông tin của bạn. Ví dụ như đây. Nó sẽ gồm có 4 từ như sau. Bạn hãy copy vào. Đó. Next. Next. Đó. Final step. Sau bước này, bạn cần điền theo đúng thứ tự. Ví dụ như là đây là từ thứ tư thì bạn cần tìm từ thứ tư là gì. Đó, ví dụ family, từ thứ năm ocean, từ thứ tám solid, từ thứ 12 coffee, bạn finish. Ok, như vậy là bạn đã backup thành công. Ok, ở đây mình xin giải thích lại một chút, đó là cái mục đích của cái phần backup này chính là để chúng ta có thêm một mức độ an ninh cao hơn, để khi mà bạn có nhỡ bị mất tài khoản hoặc là muốn khôi phục lại password thì bạn hãy nhớ thứ tự của các từ tại đây và điền theo cái yêu cầu của blockchain.
bạn sẽ có thể khôi phục lại tài khoản. Ok, trong phần đây là phần tạo ra cái gợi ý password. Ví dụ như là bạn có rất nhiều các cái password và có rất nhiều các cái tài khoản hay là blockchain hay là ví Bitcoin khác nhau, thì bạn sẽ có thể tạo nên gợi ý khi bạn đăng nhập vào trong tài khoản này. Tôi lấy ví dụ ở đây, đó là email hướng dẫn. Đó, và bạn save vào. Ok, như vậy là bạn đã hoàn thiện thành công cái mức độ 1 về mức độ an ninh. Đó là việc ngăn chặn việc đánh mất quyền truy nhập vào cái ví của bạn. Và cái mức độ thứ 2, đó là việc chúng ta ngăn chặn cái sự truy nhập mà không được phép vào cái ví của bạn. Cái điều đầu tiên chúng ta cần đó là cần xác nhận hay là cần liên kết với lại cái số di động của bạn. Ví dụ ở đây, tôi sẽ liên kết với cái số điện thoại của tôi. Bạn hãy lưu vào. Và bạn sẽ nhận được tại điện thoại của bạn là một tin nhắn SMS, trong đó gồm có mã code để xác minh số điện thoại. Bạn verify. Ok, như vậy là bạn đã liên kết thành công với số điện thoại của mình. Vâng, tiếp tới bước tiếp theo đó là các bạn hãy thực hiện xác thực hai bước. Đó là gì ạ? Đó là khi chúng ta sử dụng cái Google Authenticator ấy, thì chúng ta cần phải download về cái máy điện thoại của mình. Đó, và bạn enable cái bước này lên. Sử dụng Google Authenticator, hãy download về. Sau khi download về điện thoại của bạn thì bạn hãy mở cái ứng dụng đó lên. Và trong Authenticator, bạn hãy click vào góc bên phải ở dưới có cái nút dấu cộng, tức là để bạn sẽ add thêm những cái ứng dụng liên quan mà cần Google Authenticator xác minh. Và bạn click vào scan barcode. Đó, scan barcode thì bạn sẽ quét cái mã vạch này. Đó, ok. Và sau đó trong Authenticator của bạn sẽ xuất hiện cái địa chỉ blockchain.info và 6 ký tự, tức là 6 con số để bạn có thể xác minh. Bạn hãy điền nhanh 6 con số bởi nó chỉ xuất hiện trong vòng ít giây thôi. Đó, và bạn enable lên. Ok, như vậy là bạn đã xác minh thành công và bạn đã kích hoạt thành công cái chế độ xác thực hai bước. Và mình nghĩ rằng cũng chỉ cần như vậy thôi là bạn đã có thể đảm bảo ví của bạn an toàn rồi. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu cho các bạn về cách để chúng ta có thể tạo ví Bitcoin, cũng như là việc chúng ta tạo các cái lớp an ninh bảo mật cho ví để bảo vệ cái tiền điện tử của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.